Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 216. Khương Trường quyết ngồi trên ghế chủ vị, nhìn văn võ bá quan trước mặt, nói: "Nếu các vị đều có tâm bảo vệ quốc gia, xin hãy giảm bớt lương hướng để đảm bảo lương thảo đủ cung ứng." Bên cạnh đó, trận địa và việc thu gom vật liệu đá đều thiếu nhân lực. Nếu có người phù hợp, xin tiến cử. Lãnh Phụng Thường và đám người đồng thanh đáp lời, trình danh sách cho trường quyết, nói, danh sách này bao gồm những người có thể sử dụng, nhưng hiện tại cổng thành đóng chặt, có quân đội của Điện Hạ trông coi. Lương thực dự trữ ở Kinh Đô chỉ sợ không đủ, kính xin Điện Hạ ban lệnh, để người quản lý điều hành lương thao. Khương Trường quyết nhìn hắn, khẽ nhíu mày, ta nhớ rằng lương thực dự trữ ở kinh đô ít nhất có thể duy trì nửa tháng. Nửa tháng sao đủ, lãnh phụng thường lắc đầu, thần nghĩ rằng nên chuẩn bị đầy đủ hơn. Do dự một chút, Khương Trường Quyết cuối cùng cũng đồng ý. Sau khi ban lệnh, chàng yêu cầu người quản lý kho lúa giao chìa khóa ra đây, để yên tâm hơn. Các quan lại tản đi, Khương Trường Quyết cầm chìa khóa nghĩ một lát, rồi quyết định đi tìm Hoàng Tỷ. Khương Đào Hoa đang nằm trên giường ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. Hoàng tỷ, Khương Trường quyết sững sờ, vội vàng đi tới đỡ nàng dậy, làm sao vậy? Không có gì, Đào Hoa cau mày nói, mấy ngày nay bụng rất đau, có lẽ là ăn phải đồ không tốt. Ngự y đã đến chưa? Đã đến, và bảo ta tĩnh dưỡng. Đào Hoa cố gượng cười, truyền đề tài, ngươi trông có vẻ có chuyện gì đó. Khương Trường quyết gật đầu, lãnh phụng thường vừa hỏi ta xin lệnh ra khỏi thành, nói để người quản lý điều hành lương thao. ánh mắt khẽ nhúc nhích, đào hoa nhìn hắn hỏi: có gì không đúng sao? nghe thì không có gì không đúng, trường quyết nhíu mày, nhưng ta cảm thấy lãnh phụng thường chưa chắc thật lòng quy phục. đào hoa nở nụ cười: nếu lần này hắn cầm lệnh của ngươi ra ngoài, lén lút giao dịch với đại ngụy, gây nguy hại cho triệu quốc, ngươi sẽ làm gì? trường quyết dừng lại một chút rồi nói, chàm thảo trừ căn. Tốt, đào hoa phủi tay nói, vậy thì làm theo ý ngươi. Nhưng, khương trường quyết nhíu mày, nhỡ ta hiểu lầm thì sao? Vậy cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, đào hoa nắm tay hắn, nghiêm túc nói, không nên có tâm hại người, nhưng phải có tâm phòng bị người. Nếu ngươi đã nghi ngờ lãnh phụng thường, thì nên nắm chắc họ trước. Một khi họ muốn làm điều có hại cho triệu quốc, Người có thể ngăn cản họ kịp thời khương trường quyết gật đầu lãnh phụng thường và đảng của hắn luôn dùng cơ hiệu bảo vệ quốc gia nên trong triều đình có nhiều ủng hộ nếu thật sự làm ra chuyện bán nước họ sẽ trở thành cái đích lãnh phụng thường cũng biết rõ điểm này nên mọi việc đều tiến hành kín đáo sau khi có lệnh ra khỏi thành hắn liền phái tâm phúc đi theo người quản lý ra ngoài rồi lợi dụng bóng đêm tiến thẳng về doanh trại đại ngụy thẩm tại giã đang đọc thư, chạm lô đột nhiên vén rèm và nói, chủ tử, có người từ kinh đô cầu kiến. Không ngoài dự đoán, thẩm tại giã cười nhạt, đặt thư xuống nói, mời vào. Ít lâu sau, một người khoác áo choàng bước vào, tháo mũ rồi hành lễ, tại hạ là môn khách của lãnh phụng thường, tên là Trương Thiên, bái kiến thẩm thừa tướng. Khẽ mỉm cười, thẩm tại giã vuốt cầm, đêm khuya tới thăm, chắc hẳn có chuyện quan trọng thời gian không nhiều, tại hạ xin đi thẳng vào vấn đề. trương thiên nói, đại nhân lãnh phụng thường đang nắm giữ lương thảo và quân nhu của triệu quốc, cũng được nhị hoàng tử tín nhiệm. nếu thừa tướng muốn đánh bại kinh đô của triệu quốc, hợp tác với lãnh phụng thường đại nhân là cách nhanh nhất và tốt nhất. a, à, thẩm tại giá vẻ mặt trầm tư nhìn hắn, đại nhân lãnh phụng thường muốn gì? rất đơn giản, hiện tại khương thị đang xuống dốc chỉ còn lại hai tên hoàng tử tay chân không ra gì. Đại nhân lãnh phụng thường cho rằng, một khi triệu quốc trở thành nước phụ thuộc của đại ngụy, họ quốc gia này cũng nên đổi. Hắn muốn làm quốc chủ, thầm tại giã líu lưỡi, khẩu vị không nhỏ. Thương vụ này, thừa tướng đại nhân không thiệt thòi. Trương Thiên nói, chỉ cần đại nhân đồng ý, đôi bên đạt được tín nhiệm, lãnh phụng thường đại nhân sẽ sẵn sàng đưa toàn bộ lương thảo dự trữ vào doanh trại đại ngụy lương thảo là thứ quan trọng không dành cho người mình mà lại đưa cho quân địch lãnh phụng thường thật sự không có chốt lòng yêu nước nào thẩm tại giã nhìn người trước mặt nói điều kiện này đối với ta không thiệt thòi nhưng lãnh phụng thường đại nhân muốn ta làm gì để đạt được tín nhiệm trương thiên cười nhẹ chắp tay nói ai cũng biết nhị công chúa của triệu quốc là chính thê của thừa tướng dù thừa tướng cử binh công kích triệu quốc đã có ý phá vỡ mối quan hệ phu thê nhưng, tình cảm là thứ không ai nói trước được, nên ý của lãnh phụng thường đại nhân là muốn xem thái độ của ngài đối với nhị công chúa như thế nào. Nếu người ta phu thê đột nhiên quay lại, chẳng phải là gài bẫy bọn họ. Những điều khác đều không quan trọng, việc này nhất định phải làm rõ trước. Điều này dễ nói, thẩm tại giá vẻ mặt lạnh lùng, nhị công chúa của quy quốc chưa qua ta cho phép đã trốn về triều, ta và nàng tình cảm phu thê đã hết giờ chỉ là người dưng mà thôi. Nếu nàng cản trở đại ngụy, ta sẽ không do dự, nhất định trừ khử. Trương Thiên nhìn hắn nói, nhị công chúa trong bụng còn có con nối dòng của ngài, ngài cũng không để ý. Bên cạnh, thẩm tại giã sững sờ, quay đầu nhìn hắn, gật đầu nói, đúng là như vậy. Còn có chuyện như vậy, Trương Thiên dừng một chút, cẩn thận quan sát vẻ mặt của thẩm tại giã. Nhắc tới nhị công chúa, vẻ mặt hắn đầy sự không vui và hận thù không có chút tình ý nào vẻ mặt chân thật như vậy hẳn không phải là giả cảm thấy có chút tin tưởng trương thiên chắp tay rồi đưa tín vật cho hắn nếu đã vậy lãnh phụng thường đại nhân sẽ lặng lẽ chờ tin vui từ thừa tướng hy vọng sẽ có kết quả tốt yên tâm thẩm tại giã nhìn hắn nói chọn ta hợp tác là sự lựa chọn sáng suốt của các ngươi cứ chờ xem tốt vậy ta xin cáo từ trước. Trương Thiên chắp tay, thờ phào nhẹ nhõm, rồi lập tức trở về báo tin. Thẩm tại giã mang trên mặt nụ cười quỷ dị, ngồi trên ghế, cầm tín vật trong tay, lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Thật sự muốn hợp tác, từ Yến Quy hỏi. Có gì mà không thể, thẩm tại giã cười nói, ngươi xem họ có nhiều thành ý, sẵn sàng đưa toàn bộ lương thảo của triệu quốc cho ta. Kể từ đó, cuộc chiến này còn có thể đánh được sao? Người trong kinh đô cũng nên đầu hàng. Tự yến quy thở dài, dù bụng nàng là giả, nhưng tình cảm giữa các ngươi là thật. Nếu thật sự đánh nhau, e rằng sẽ không thể trở lại như trước. Ừ, thẩm tại giã không đếm xỉa đáp một tiếng, mắt đầy toan tính, tư duy xoay chuyển liên tục. Mãi sau mới phản ứng đến nửa câu đầu của từ Yến Quy. Người vừa nói gì, hắn nhíu mày, bụng là giả lúc trước ta nên nói cho ngươi nhưng khi đó ngươi không khỏe giờ thấy ngươi tốt hơn nhiều nên ta nói thẳng tự yến quy nói nhỏ bụng khương đào hoa là giả nàng không có mang thai nàng chỉ muốn ngươi không đành lòng đuổi theo để rời đại ngụy thuận lợi ngẩn ra một lúc lâu thầm tại giã tức giận nói nàng dám gạt ta không phải là hắn bị lừa sao người này luôn miệng nói không để ý nhưng trong lòng lại căng thẳng muốn chết chẳng phải là tự tạo uy hiếp cho người khác sao? người cũng đừng quá khổ sở. tự Yến quy nói, nàng có nỗi khổ riêng. hài từ chuyện này không có hai từ cũng được. Thẩm Tại Giã vuốt chán, tức giận nói, nhưng đã rời Đại Ngụy lâu như vậy, nàng không thể sớm nói cho ta biết sao? hắn không phải là người cưỡng cầu con nối dòng, nhưng nghĩ tới thời gian dài lo lắng và ác mộng đều là một âm mưu. Thẩm Tại Giã thật sự tức giận không nói nên lời hắn cũng có ngày bị một nữ nhân lừa đảo như vậy khương đào hoa thật sự là giỏi ngươi giờ khóc giờ cười tự yến quy nói tại giã ngươi thật kỳ quái không có hài tử không cảm thấy thất lạc sao có gì mà thất lạc mím môi hắn cúi đầu nói với tình hình hiện tại không có hài tử cũng là điều tốt ta không cần phải lo lắng nhiều không bị bó tay bó chân sợ nàng đi đời nhà ma hả Tự Yến Quy nhấn mày, mang thai làm sao dễ dàng đi đời nhà ma? Trên đời nhiều phụ nữ mang thai không đều sống khỏe mạnh sao? Thẩm tại giã không lên tiếng, hắn không thể nói cho Tự Yến Quy rằng hắn đã lén đọc nhiều sách về phụ nữ mang thai. Trên sách nói phụ nữ có thai dễ động thai khí, dễ sinh non, sinh con còn có thể mất mạng. Vì vậy, nhiều ngày liên tiếp hắn đều mơ thấy Khương Đào Hoa ngã vào vũng máu, thường nửa đêm bừng tỉnh nghĩ đến nàng không mang thai hắn lại cảm thấy trong lòng yên tâm hơn chỉ là hắn ghét bị người lừa gạt chuyện này sợ rằng phải tính toán rõ ràng với nàng đứng dậy đi thẳng tới doanh chứng chính mục vô hạ đang đọc thư ngẩng đầu thấy thẩm tại giá vẻ mặt nghiêm túc nói bệ hạ ngày mai tấn công thành mục vô hạ hôm qua còn nói chờ thêm chút sao bây giờ lại thay đổi đặt thư xuống mục vô hạ cau mày nói thủ vệ của kinh đô triệu quốc còn chưa đến đủ, nếu lúc này tiến công quy mô lớn, có thể bắt được đô thành này. Nhưng nếu dồn ép Khương Tỷ Tỷ quá, thừa tướng đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì thần đã nói rồi, làm đại sự không thể vì tư tình mà do dự. Thẩm tại giã nghiêm trang nói, vì thần sẽ không cân nhắc về nàng, tướng lãnh thông minh phải ra lệnh tiến công đúng lúc. Mục vô hạ vung tay áo, cúi đầu nói, nếu người muốn tấn công, thì mang người của ngươi đi tấn công trẫm mệt cần nghỉ ngơi nheo mắt thầm tại giã cười lạnh khương đào hoa chưa từng có ân huệ lớn với bệ hạ sao bệ hạ lại coi trọng nàng như vậy đặt thư xuống mục vô hạ cười khẽ đúng vậy tại sao hắn cũng không biết chỉ cảm thấy khương tỳ tỳ là người tốt hắn thích nhìn nàng cười dịu dàng không muốn thấy nàng u sầu rơi lệ 16 và 18 tuổi chỉ cách nhau 2 năm, Nam Vương Phủ và Phủ Thừa Tướng cũng chỉ cách hai con đường, nhưng đời này, hắn và nàng, cuối cùng là không có duyên phận. chương 217 Chấm không muốn nói thêm nữa, Mục Vô Hạ nói, người không thể thay đổi cách nhìn của chấm, chấm cũng không thể thay đổi quyết định của ngươi nên mỗi người tự làm việc của mình. Cứng đầu, thẩm tại giã bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu chào hắn một cái, rồi bước ra ngoài để tự mình sắp xếp. Hiện tại công thành, khi Khương Đào Hoa nghe thấy tin tức, thầm tại giã đã dẫn quân đến cách kinh đô chỉ còn 10 dặm. Bên phía trường quyết vẫn đang tiếp tục bổ sung vật tư mà không dừng lại. Một tuyến vận chuyển đúng lúc phải đi qua con đường mà thầm tại giã và binh lính sẽ đi qua, nếu gặp phải, số lượng lớn vật tư đó coi như mất trắng. Phải làm thế nào bây giờ? Các đại thần trong triều đều hoảng loạn, vây quanh đào hoa trường quyết đã ra khỏi thành họ không biết phải làm gì đào hoa không nói gì nhìn lãnh phụng thường một cái rồi bình thản uống trà chúng ta chỉ cần ngăn cản họ nửa canh giờ để đội vận chuyển nhanh chóng vào thành là được lãnh phụng thường lo lắng nhìn nàng nói nhị công chúa dù sao cũng là phu nhân của thẩm thừa tướng có cách nào ngăn cản hắn không không có đào hoa nhún vai thẩm thừa tướng khi đã bắt đầu không ai có thể ngăn cản được. Không thể nào, lãnh phụng thường nhíu mày, vì thần nghe nói thầm thừa tướng rất sủng ái công chúa. Vậy người muốn ta mang binh đi ngăn hắn, đào hoa nhớn mày, chỉ vào mình, ta, một người đàn bà, các ngươi, những đại nam nhân, lại trốn sau lưng ta. Mọi người đều nghẹn lời, lãnh phụng thường cười xấu hổ nói, không phải nói như vậy, hôm nay là lúc nguy nan, không thể quan tâm đến chuyện khác. Nếu công chúa có thể vì triều đình hết sức, thần tất nhiên sẽ rất cảm kích, nhưng nếu công chúa không muốn đối địch với phu quân của mình, vậy coi như thần chưa nói. Lời nói này, ý là nàng không đi vì thầm tại giã là phu quân của nàng. Thật là một cây mũ lớn, làm cho đào hoa cười lạnh, lãnh đại nhân nếu đã hy vọng ta tiến đến. Vậy ta sẽ đi, nhưng nếu không ăn được, người cũng đừng trách ta. Thần không dám lãnh phụng thường vội vàng chắp tay. Đào hoa đứng dậy, dẫn theo thanh đài cùng một số ít tinh binh, rồi đi gặp trường quyết. Khương trường quyết ở ngoại ô, vừa thấy nàng đến liền cau mày, hoàng tỷ, người tới làm gì? Lãnh đại nhân muốn ta đến, nên ta tới. Đào hoa cười nhẹ, nhìn hắn một cái, ta sẽ chặn thầm tại giã, người đi tiếp ứng đội vận chuyển. Trường quyết sững sờ, nhìn ánh mắt có ý nghĩa khác của hoàng tỷ, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu nhẹ. Ta sẽ đi cùng ngươi, sau lưng đào hoa vang lên một giọng nói. Quay đầu lại, thấy Lý Tấn trong bộ áo tơ trắng, đai lưng trắng. Đào hoa nhớn mày, từ khi Khương Tố hành chết, lâu rồi không thấy người này, giờ lại xuất hiện. Không cần, đào hoa nói, ta đi một mình được rồi. Ta không yên tâm, Lý Tấn nhíu mày, ngươi mặc kệ ta, ta sẽ đi theo sau ngươi. Đào hoa không vui, cũng không muốn kéo dài với hắn, trực tiếp lên ngựa. Nhìn trường quyết nói, sư phụ đang phòng thủ trong thành, nếu có tình huống gì, người phóng tín hiệu khói, hắn sẽ không chế mọi người trong thành. Được, trường quyết gật đầu, nhìn nàng thúc ngựa đi, phía sau Lý Tấn cũng không nói gì mà theo sau. Khi còn cách kinh đô của triệu quốc mười dặm, thầm tại ra rừng hành quân, giống như đang chờ bọn họ, thoải mái nhàn nhã nhìn ngắm phong cảnh xung quanh hắn dẫn đầu đội quân ba nghìn người đào hoa chỉ dẫn theo ba trăm người không phải vì nàng tự tin quá mức mà vì dù sao cũng không thể ngăn cản được không cần thêm thương vong vô ích ít người còn rút lui nhanh hơn đã rất lâu không gặp thẩm tại giã, nàng không ngờ hai người sẽ gặp lại trong tình hình này xa xa binh mã đông đúc khương đào hoa gìm ngựa hướng về người đứng đầu bên kia gọi lớn thẩm thừa tướng thẩm tại dã nhướng mày sắc mặt khó coi, cười lạnh nói, người còn dám xuất hiện trước mặt ta. Tại sao lại không dám? Đào hoa cười khẩy nói, ngài gần đây có khỏe không? Rất tốt, thẩm tại giã lạnh lùng nói, ngươi đã phản bội ta, giờ cũng không cần giả vờ nữa. Ta muốn đi qua, nếu ngươi không muốn chết thì tránh ra. Lý Tấn ngạc nhiên một lát, nhíu mày nhỏ giọng nói, sao hắn lại trở nên như vậy? trước đây dù không thật lòng với đào hoa cũng sẽ không đối xử hung ác như vậy khương đào hoa lại rất thích ứng cười híp mắt nói con đường này ta không thể nhường thừa tướng muốn qua không bằng dẫm lên thi thể của thiếp mà qua người nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao thẩm tại giã cười nhạo ngực cứng lại đào hoa gật đầu ngài tất nhiên là dám trước đây không cũng từng giết sao thẩm tại giã dừng lại một chút quay đầu đi nếu lần đó có thể triệt để giết ngươi cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy về sau. ngài hối hận đào hoa cười nhẹ không phải đã nói muốn cứu tiếp sao lừa ngươi thôi thẩm tại giá đưa tay lấy cung lớn sau lưng ra phía trước lấy tên ra còn không tránh ra ta sẽ thật sự giết ngươi. lời nói của hắn làm tổn thương người nhưng không biết tại sao đào hoa cảm thấy có điều gì đó là trực giác của phụ nữ nói cho nàng biết. Thẩm Tại Giã không thực sự muốn giết nàng. Đáng tiếc, hai người bây giờ là kẻ thù. Sau bao năm gặp lại, nàng cũng không thể lao vào ôm hắn. Hít sâu một hơi, đào hoa che bụng, hét lên với hắn: "Có bản lĩnh thì bắn tên, để ta chết một thi hai mệnh." Thẩm Tại Giã ngừng lại, tay kéo dây cung buông lỏng một chút. Dù biết trong bụng nàng không có hài từ, nhưng hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi bình tĩnh nói: "Tốt, lên đường bình an." Cùng được dương, tên bay ra, mưa tên hướng về phía Khương Đào Hoa trước khi đến, Lý Tấn cũng không ngờ hắn thực sự có thể làm như vậy. Nhưng sự thật bầy ngay trước mắt, thẩm tại giã thật sự muốn giết Khương Đào Hoa. Mưa tên lạnh như băng bay qua bên tai nàng, làm nàng nổi da gà nửa người, đào hoa che tai, ngẩn ngơ nhìn người đối diện. Trực giác của nàng sai rồi sao? Người này thực sự muốn giết nàng. Có tránh hay không? Thầm tại giã lạnh giọng hỏi. Nàng vẫn chưa tránh ra, nàng không mốc, dù không kéo dài đến nửa canh giờ, nhưng đã có hai nén hương, nàng đã cố gắng hết sức. Là thiếp quá coi trọng bản thân, xé dây cương, đào hoa mếu máu nói, còn tưởng rằng có thể trò chuyện với tướng ra một lúc, không ngờ trong lòng ngài không có thiếp, còn muốn giết thiếp. Lời nói nhu mì điềm đạm, nhưng mắt nàng thực sự đau thương, một mảnh lạnh buốt thẩm tại giã ngừng lại, lạnh lùng nói, mạng của ngươi vốn là của ta, ta muốn lấy khi nào cũng được. Đào hoa gật đầu, ngài cao hứng là được, có muốn lấy ngay bây giờ không? Thẩm tại dã hừ nhẹ, đang định nói gì đó, ánh mắt rơi vào phía sau nàng, đột nhiên dùng mình, không nghĩ gì, lập tức bắn mũi tên thứ hai ra. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 218. Đào hoa sợ hãi hết hồn kéo dây cương và nghĩ chạy trốn nàng chỉ đùa một chút ai ngờ hắn tưởng là thật muốn lấy tên dài xé gió bay qua bên cạnh nàng mang theo sát khí bén nhọn bắn trúng một người khiến người đó rơi xuống dưới ngựa loảng xoảng một tiếng dao găm rơi xuống đất ném ra xa mờ mịt quay đầu lại nhìn lý tấn trên mặt đất đào hoa nhíu mày ngươi đang làm gì vậy ngực bị trúng tên lý tấn thở hồn hển vài hơi nhìn thầm tại giã một cái, cười nhạo nói, rõ ràng không nỡ bỏ, diễn vở kịch này là cho ai xem. Đào hoa sững sờ, quay đầu nhìn về phía thầm tại giã. Hắn vung tay, quân đội phía sau sông tới, bao vây hơn 300 người của nàng, không để lại đường lui nào. Chuyện gì đang xảy ra? Đào hoa nheo mắt, nhìn dao găm trên mặt đất, rồi lại nhìn Lý Tấn, đột nhiên hiểu ra, ngươi vừa rồi, muốn giết ta. Lý Tấn cười khổ, các ngươi giết tố hành, ta không nên giết ngươi sao? Nàng là thê tử của ta, cũng là tỷ tỷ của ngươi, lại bị các ngươi khinh thường mà giết chết. Vậy ngươi có thể ra tay sớm một chút, đào hoa nói, trên đường này, ta chưa từng phòng bị ngươi. Che ngực, Lý Tấn cười khẽ, đào hoa, ta thật không nỡ giết ngươi, nên mới do dự lâu như vậy. Ta yêu ngươi, cũng hận ngươi, cả đời này tình cảm của ta đều dành cho ngươi. Làm sao có thể ra tay được? Thôi đi, Khương Đào Hoa thản nhiên nói, ngươi rõ ràng là muốn thử xem thầm tại giá có thật lòng với ta hay không, hay chỉ diễn kịch cho người ta xem. Ngươi đã có kết quả ngươi muốn, còn đến đây giả vờ tình thánh với ta. Lý Tấn dừng lại, thở gấp hai tiếng, ngươi, tại sao không chịu tin tưởng tình cảm của ta đối với ngươi? Bởi vì từ đầu đến cuối ngươi chỉ tự cảm động chính mình, chứ không phải thật lòng nghĩ tốt cho ta đào hoa cười lý công tử phong lưu phóng khoáng nữ tử thiên hạ đều ái mộ ngươi ngươi lại chỉ yêu mình ta cầu không được còn cuồng dại không hối hận nghĩ như thế thật đúng là vui buồn lẫn lộn hiện tại khương tố hành đã chết ngươi vì vợ mình mà muốn giết người ngươi yêu ngươi dãy rủa ngươi đau khổ ngươi gầm thét cả thiên hạ chỉ có ngươi là tình nghĩa song toàn cảm thiên động địa đời sau nếu không có ai viết chuyện ca tụng ngươi thì quả là có lỗi với ngươi. Ngươi, Lý Tấn tức giận, nhổ ra một ngụm máu, ta còn tâm tâm niệm niệm tìm thuốc giải cho ngươi, sao miệng ngươi lại độc như vậy? Còn kém xa tâm địa độc ác của Lý Thừa Tướng, đào hoa nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, nếu không có mũi tên kia, ngươi có phải đã định cắm dao găm vào ngực ta không? Hắn luôn đứng gần nàng, ngựa cũng kề bên, ban đầu nàng tưởng hắn muốn bảo vệ mình không ngờ nàng quá ngây thơ đúng là hắn đã che giấu kỹ khương tố hành và hắn dù sao cũng có tình cảm chỉ là hắn chưa bao giờ hiểu rõ lòng mình giống như trong miếu giải đoán nói không biết trân trọng người trước mắt nhân duyên tất nhấp nhô lý tấn cười máu trong miệng càng ngày càng nhiều cắn răng nhìn nàng nói trên đời này người yêu ngươi nhất đều muốn giết ngươi người sống cũng chưa chắc tốt hơn ta thẩm tại giã dục ngựa đến bên cạnh đào hoa, nhìn người trên mặt đất nói, người nói nhiều quá. Còn nhiều lời chưa nói hết, Lý Tấn cười nói, thẩm thừa tướng không phải liên hiệp với người khác muốn đẩy nàng vào chỗ chết sao? Ta muốn xem hai người các ngươi có thể thành cái gì chính quả. Sở cầm suy nghĩ một chút, thẩm tại giã rút ra một mũi tên, ta vừa rồi không thể bắn chuẩn hơn. Trả cho hắn nhiều cơ hội nói chuyện như vậy. Nói xong, định bắn thêm một mũi tên nữa lý tấn cắn răng chừng hắn đau đớn ở ngực cuối cùng cũng không chịu nổi không lâu sau đã chìm vào bóng tối vô tận đào hoa im lặng nhìn thi thể của hắn thẩm tại giã liếc nàng một cái ngươi còn lo lắng gì ta muốn giết ngươi nghiêng đầu nhìn hắn đào hoa hỏi ngài dự định làm gì Người hỏi thì ta phải trả lời thẩm tại giã cười khẽ chẳng phải là quá tùy tiện sao nói xong vung tay, binh sĩ phía sau toàn bộ hành động, chém giết từng binh lính bên cạnh nàng. Thẩm tại dã Khương Đào Hoa siết chặt dây cương, người vừa mới nói cho ta đi mà. Vừa rồi là vừa rồi, thẩm tại dã lạnh lùng nói, bây giờ ta đổi ý rồi. Lý Tấn đột nhiên lao ra làm rối loạn kế hoạch của hắn, hơn 300 người chứng kiến, hắn sao có thể để bọn họ sống sót. Chạm lô dẫn mọi người hiểu rõ tâm tư của hắn, chỉ làm tổn thương người bên cạnh nàng, tuyệt không làm hại nàng, giả vờ muốn chém giết toàn bộ, nhưng lại để thanh đài mở đường thoát. Chủ tử, may đi, thanh đài hét lớn, che chở đào hoa chạy trốn qua khe hở trong đám người. Thẩm tại dã nhìn theo hướng nàng chạy, nàng cưỡi ngựa, con quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy mờ mịt và kinh ngạc. Hắn cười khẽ, tiêu diệt toàn bộ 300 binh lính triệu quốc không chừa một mống sau đó liếc qua thi thể Lý Tấn. Đây là một kẻ cuồng dại, thẩm tại giã nói, chạm lô, đi chôn hắn, dù sao cũng là thừa tướng triệu quốc. chôn ở đâu? Hắn không phải vì báo thù cho thê tử sao? Thẩm tại giã cười, ta vốn là người tâm địa thiện lương, thích giúp người hoàn thành ước nguyện. Hắn đã thích Khương Tố Hành như vậy, ngươi dẫn người đào mộ Khương Tố Hành lên, chôn hắn cùng vào đó. chôn chung mổ, kiếp sau còn thành vợ chồng. Chạm lô gật đầu với vẻ mặt phức tạp, thầm nghĩ chủ tử của mình thật quá thiện lương. Đào hoa mặt không thay đổi dục ngựa về nước đô, lãnh phụng thường và mọi người đang chờ trên cổng thành, vừa nhìn thấy hai con ngựa trở lại, còn tưởng mình nhìn lầm. Nhị công chúa, lãnh phụng thường nghênh đón, nhíu mày nhìn nàng, rồi nhìn thanh đài phía sau, những người khác đâu. Chết, đào hoa lạnh lùng nhìn hắn, vì phụ thân kỳ vọng cao chúng ta không ăn được thẩm tại giã lý thừa tướng vì bảo vệ ta mà chết dưới tên của thẩm tại giã cái gì hít một hơi khí lạnh lãnh phụng thường sợ ngây người lý thừa tướng chết đúng đào hoa gật đầu thẩm tại giã muốn giết ta bằng mũi tên đó nhưng lý thừa tướng đã chắn cho ta đại ân đại đức này ta nhất định khắc sâu trong tâm nói là đi dò xét làm sao lại thay người tìm chết lãnh phụng thường thầm mắng trong lòng, quả nhiên không thể dựa vào người như vậy, khinh địch mà lại bị nữ sắc mê hoặc chết cũng đáng đời. Tuy nhiên, thẩm tại giá có thật sự ra tay với Khương Đào Hoa không? Nhìn nàng với vết máu trên xiêm y, cùng thanh đài phía sau trong tình trạng chật vật, lãnh phụng thường khẽ gật đầu, vẻ mặt bi thương nói, nhị công chúa đừng quá thương tâm, nếu không ngăn được thì giữ thành là chính. Ừ, đào hoa gật đầu, ta hơi mệt, đi về nghỉ trước một lát. Khi quân địch nguy cấp, đại nhân hãy phái người thông báo cho ta. Vì thần tuân mệnh, lãnh phụng thường chắp tay cúi đầu, sau khi đào hoa rời đi mới gọi người đến hỏi, tình huống ra sao? Những người đi không thể trở lại, chỉ có thám tử đi xem tình huống. Thủ hạ nói, Lý Thừa Tướng thực sự hy sinh cho Tổ quốc, người đại ngụy vẫn đang quét dọn chiến trường, thi thể khắp nơi, có người nói nếu không phải Lý Thừa Tướng che chở, nhị công chúa chắc chắn không chạy thoát được. Vậy thẩm tại giã có thực sự ra tay không? Vuốt tròm dâu suy nghĩ rất lâu, lãnh phụng thường gật đầu, vậy thì để cho người truyền lời đi, chuyện sau này, lão phu sẽ để thẩm thừa tướng an bài. Vâng, đào hoa nghỉ ngơi tại một khách sạn gần đó, không lâu sau thiên bách mi đã đến. Lãnh phụng thường thật đúng là có tiền, thiên bách mi nói khi bóp một thỏi vàng, dưới nền nhà hắn có một kho vàng lớn khi vào đó ánh kim quang suýt nữa làm mù mắt ta đào hoa nhướn mày kho vàng đúng vậy đủ để tam quân tướng sĩ ăn mặc không lo trong một năm thiên bách mi cười đồ nhi có ý kiến gì không xoa xoa tay đào hoa cũng cười đang lo về vấn đề lương thảo quân nhu món quà này không thể bỏ phí gần đây thanh đài cũng đang luyện khinh công nếu sư phụ không ngại hãy dẫn nàng đi hoạt động một chút. Thiên Bách Mi gật đầu, nhìn về phía Thanh Đài, giọng nói đầy thâm sâu, người nhất định phải cố gắng. Thanh Đài ngẩn người, nhìn hai thầy trò trước mặt có ý đồ xấu xa, trong lòng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thẩm tại dã mang quân đến, nhưng không vội vàng công thành, mà dựng trại ở ngoại ô, có vẻ như đang chờ quân tiếp viện. Khương Trường quyết thuận lợi vận chuyển lương thực vào kinh đô, sau đó bị đào hoa dẫn vào cung lương thực và quân nhu đều do lãnh phụng thường quản lý à đào hoa hỏi khương trường quyết gật đầu cổng chính kinh đô bị chặn ta đã ra lệnh cho họ xuất nhập qua cửa hông tiếp tục vận chuyển lương thực từ nơi khác rất tốt đào hoa nở nụ cười vậy chúng ta hãy xem xem lãnh phụng thường trung thành với quốc gia hay trung thành với bản thân mình hai nước giao chiến lửa cháy đến nơi Triệu quốc thoạt nhìn phần thắng không lớn, không ít quan viên đã có ý định chạy trốn. Đào hoa không man cản, chỉ là giao cho thanh đài nhiệm vụ luyện khinh công đồng thời, đi thu thập tiền bạc từ các phủ quý. Loại chuyện trộm cắp này, thiên bách mi rất khinh thường, nhưng khi thực sự đi hỗ trợ, hắn lại khiêng được số tiền nhiều hơn so với thanh đài. Thanh đài giờ khóc giờ cười, ngàn đại nhân thật lợi hại. Thiên Bách Mi lạnh nhạt ném một ngàn lượng nén bạc vào trong kho, ngẩng đầu nhìn bốn phía trồng chất như núi ngân lượng, thở dài, không trách được triệu quốc mỗi ngày một suy, mồ hôi nước mắt nhân dân đều ở trong túi những kẻ này, triều đình nghèo, dân chúng nghèo, có thể trông cậy vào quốc gia này như thế nào thịnh vương. Đúng vậy, thanh đài gật đầu, nên sửa trị sửa trị. Đào hoa một bên nhìn xem sổ sách, một bên vui tươi hớn hở đếm lấy một số lớn tiền bất nghĩa. Lãnh phụng thường đến nói không đủ tiền, nàng rất hào phóng liền chi một khoản tiền ra ngoài, số tiền này có thể mua 10 vạn gánh lương thực, trước trở về kinh đô nói xong. Lãnh phụng thường kinh ngạc, ngài kiếm được nhiều tiền thế ư. Đào hoa diễu cợt, lãnh đại nhân, ngay cả chuyện này ngài cũng muốn quản. Ta ở đại ngụy có tiền riêng, được không? Lãnh phụng thường, im lặng. Tiền riêng mà nhiều đến vậy, cũng khó trách thầm thừa tướng căm ghét đào hoa thấy rằng lương hướng bên này sẽ không có vấn đề gì, lãnh phụng thường vội vàng nhường chỗ, đi xin chỉ thị thẩm tại giã về việc khi nào thì công thành. Kinh đô là cửa ngõ quan trọng, và hiện giờ nó nằm trong tay thẩm tại giã. chương 219 Lãnh phụng thường lợi dụng đêm tối và gió mạnh để lèn ra khỏi thành, đến doanh trại quân đại ngụy. Thẩm tại giã đã chờ sẵn và ngay khi thấy hắn, liền lên tiếng, đại chiến sắp sửa, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Lãnh Phụng thường chắp tay, thừa tướng đã thông cảm cho tôi. Ngài đã đồng ý, lương thực sẽ được đưa đến ngay lập tức. Trên đường vận chuyển, xin ngài hỗ trợ phái người bảo vệ. Thẩm tại giã nhớn mày, nhận bản đồ, con đường này có ai biết không? Lãnh Phụng thường cười, tất nhiên là không, đây là bí mật, tôi hoàn toàn tin tưởng ngài. Thẩm tại giã, nếu lương thực bị cướp, người không sợ liên lụy. Lãnh Phụng thường chắp tay, đó cũng là lý do tôi đến đây. Nếu mọi chuyện bại lộ, ngài sẽ bị trách tội, do đó, tôi muốn giao tính mạng cả nhà cho ngài. Nếu không còn đường lui, tôi sẽ nương nhờ ngài, trước đó, tôi sẽ hết lòng hỗ trợ ngài." Thẩm tại giá gật đầu, "Tốt, đưa người đến, ta sẽ bảo vệ tính mạng cả nhà lãnh đại nhân. Lãnh Phụng thường, người đã được đưa đến, cửa ngõ kinh đô cũng sẽ được mở cho ngài. Ngài có thể dễ dàng tìm kiếm những gì cần thiết." thẩm tại giã cười, phất tay cho người đưa lãnh phụng thường ra ngoài, rồi ngồi trong liều, vân vê ngón tay. Tự yến quy bước ra từ góc tối, nhìn về phía cửa liều, lãnh phụng thường thật yên tâm khi giao phó cả nhà cho ngươi. Thẩm tại giã cười, hắn không còn lựa chọn nào khác. Lần này hắn thực sự muốn quy phục, nắm bắt được hắn, việc đánh bại triệu quốc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tử Yến quy nhíu mày, Khương Đào Hoa không phải là người thông minh sao? sao lại không để ý đến hắn? Nàng biết rõ, nhưng hiện giờ kinh đô triệu quốc đang dối ren, lãnh phụng thường lại là cửu khanh đứng đầu, không có bằng chứng xác thực. Nàng không thể làm gì hắn. Tự yến quy liếc nhìn thầm tại giã, chúng ta là kẻ thù của Khương Thị, lập trường này do ngươi lựa chọn. Đã là kẻ thù, ngươi không thể dùng giọng điệu sùng ái khi nhắc đến nàng ta sao? Thẩm tại giã nhíu mày, nghe nhầm rồi, giọng ta bình thường. Nhưng hôm nay thấy nàng ta, sắc mặt không tốt, vẫn rất tiểu tùy. Tuy Khương Đào Hoa không mang thai, khi mũi tên kia được bắn ra, sắc mặt trắng bệch của nàng cũng khiến cho người khác phải lo lắng. Từ Yến Quy hừ lạnh, người quan tâm nàng ta ư. Vậy thì kết thúc chiến tranh sớm, đưa nàng ta về chăm sóc. Thẩm tại giã thở dài, tốc chiến tốc thắng sao, người triệu quốc rất yêu nước, không dễ khuất phục. Thiên Bách Mị và Thanh Đài đã bắt được nhiều tham quan, nhưng quan phủ lại không bắt được họ. Quan viên bẩm báo Khương Trường Quyết, Trường Quyết bất lực nói, thành chính rối ren, binh lực thiếu thốn, làm sao đuổi theo đạo tặc. Các vị thanh quan liêm khiết, không có nhiều tiền tài. Hãy bồi thường tổn thất cho họ đi. Quan viên mặt tái mét, không thể nói là nhiều tiền, đành ngậm đắng nuốt cay. Đào Hoa và Thiên Bách Mị đếm sổ sách, cười không ngớt sư phụ và thanh đài thật vất vả. Số tiền này đủ để cứu tế cả thiên hạ. Thiên bách mị gõ chán đào hoa, biết vậy, vi sư cho ngươi trộm toàn bộ kinh đô. Đào hoa ngơ ngác nhìn sư phụ, rồi bật cười, miễn là sư phụ đừng luôn buồn giàu, không vui. Khương đào hoa mỉm cười, đếm lại ngân phiếu, sư phụ vui thì ta mới vui, không cần lo lắng cho ta. Thiên bách mị thở dài, lắc đầu, làm sao ta có thể vui khi ngươi không vui lãnh phụng thường sắp có hành động đào hoa đặt ngân phiếu xuống hỏi hắn muốn làm gì hắn đang đưa người nhà đi tu tập châu báu nhưng nhà hắn đã bị niêm phong không lâu nữa sẽ đến tìm ngươi đào hoa cười hắn tìm ta có ích gì ta không thừa nhận số tiền đó bỗng nhiên tiếng thanh đài vang lên từ ngoài cửa chủ tử lãnh phụng thường đại nhân cầu kiến đến nhanh vậy sao Đào hoa nhớn mày, đẩy sư phụ ra ngoài cửa sổ, rồi mở cửa. Lãnh phụng thường mặt mày cao có, vừa bước vào đã không tỏ ra thân thiện, lạnh lùng hỏi, nhị công chúa, quốc hố triệu quốc đang trống rỗng, không có dư thừa ngân lượng. Vậy số tiền lớn mà ngài cấp cho vi thần đến từ đâu? Đào hoa mỉm cười, đều là tiền riêng của ta, đại nhân không tin ư. Vi thần không thể tin rằng nhà ai có thể sở hữu nhiều tiền riêng đến vậy. Gần đây nhiều quan viên bị trộm cắp, liệu số tiền trong tay nhị công chúa có liên quan gì không? Đào hoa ung dung đáp, đại nhân lo lắng quá, bản cung đã gửi tiền riêng ở đại ngụy từ lâu, đại nhân có thể đến quán thông tiền trang để tra soát. Lúc trước, bản cung đã gửi hơn một vạn lượng hoàng kim cho trường quyết để làm quân nhu, sổ sách vẫn còn lưu giữ. Một vạn lượng hoàng kim, đại nhân cho rằng ít ư. Lãnh phụng thường nhíu mày, suy nghĩ liệu đại ngụy có thực sự giàu có đến vậy hay không. Đào hoa mỉm cười, huống chi, đại nhân nói bản cung cấp nhiều ngân lượng, vậy chẳng lẽ tất cả quan viên triều đình đều tham ô? Mấy phủ quý bị trộm, liệu có nhiều tiền đến vậy không? Lãnh phụng thường chắp tay, vi thần đường đột, chưa điều tra kỹ lưỡng. Vi thần sẽ phái người khác đến thăm dò. Đào hoa gật đầu, tốt, bản cung không can thiệp vào việc tra soát của đại nhân, nhưng hãy nhớ rằng bản cung là người triệu quốc đừng làm điều gì có lỗi với triệu quốc lãnh phụng thường vô tình nhìn đào hoa nàng nhìn ra điều gì lãnh phụng thường không còn đường lui nếu bị phát hiện hắn sẽ bỏ chạy thay vì khuất phục vì thần hiểu lãnh phụng thường cúi đầu rồi lui ra ngoài đào hoa chống cằm nhìn bóng lưng hắn rồi gọi thanh đài truyền lời cho trường quyết dặn dò hắn chuẩn bị cẩn thận lương hướng sắp đến kinh đô Khương Đào Hoa cảm thấy có thể ngủ yên. Tuy nhiên, việc vận chuyển bí mật bị thầm tại giã phát hiện. Đội vận chuyển bị tiêu diệt, lương hướng bị cướp. Khương Trường Quyết vô cùng tức giận. Có nội gián. Lộ trình vận chuyển đã được thay đổi nhiều lần để đề phòng đại ngụy phát hiện và được thực hiện vào nửa đêm. Vậy mà vẫn bị cướp, đại ngụy không thể mai phục vào nửa đêm, vậy chỉ có thể là có kẻ đã tiết lộ tin tức lãnh phụng thường và chị túc quỳ dạp bên ngoài kêu oan bọn thần không biết chuyện gì xảy ra tuyệt đối không tiết lộ tin tức xin nhị hoàng tử minh xét khương trường quyết nổi giận chỉ có các ngươi biết đường đi nếu không phải các ngươi thì ai có thể biết lãnh đại nhân luôn miệng nói vì triệu quốc nhưng lại âm thầm đâm sau lưng triệu quốc quần thần xôn xao bàn tán nhưng lãnh phụng thường vẫn một mực khẳng định vi thần vô tội vì thiếu bằng chứng rõ ràng, Khương Trường Quyết chỉ có thể tạm giam lãnh phụng thường. Hoàng tỷ, trở về cung, Trường Quyết cao mày hỏi, ta nên xử lý lãnh phụng thường thế nào? Đào Hoa tỏ ra bình tĩnh, hắn rõ ràng là phản bội, nhưng chúng ta không có bằng chứng. Hiện tại gia quyến hắn đang định ra khỏi thành, hãy thả họ đi. Thả họ đi, Khương Trường Quyết lắc đầu, biết hắn phản bội mà còn thả người nhà hắn ra, chẳng phải càng dung túng cho hắn sao? chính vì muốn hắn dung túng đào hoa giải thích người thiếu bằng chứng để buộc tội hắn nếu hắn muốn tặng quà người hà tất phải chối từ khương trường quyết suy nghĩ một lúc rồi phân phó người thả ra quyến lãnh phụng thường ra khỏi thành nhưng không phải trực tiếp mà làm như họ đã tự đào thoát ngay khi ra quyến lãnh phụng thường rời đi hắn ta thở phào nhẹ nhõm nhưng triều đình lại xôn xao bàn tán đại họa sắp đến mà lãnh đại nhân chỉ lo cho bản thân đổ thừa sự tỏ ra không hài lòng, nhị công chúa vẫn còn trong thành, đưa ra quyến đi là có ý gì? Đúng vậy, phản ngự xử hùa theo, lãnh đại nhân định làm phản. Làm sao có thể được? Lãnh phụng thường cười khẩy, gia quyến ta vốn dĩ nhát gan, ra ngoài trốn tránh cũng khó khăn. Kinh đô không bảo vệ được, hai vị đại nhân có muốn kéo theo cả gia đình cùng chết với nhị công chúa hay không? lời nói của lãnh phụng thường tuy có lý nhưng hành động của hắn vẫn thể hiện sự coi thường nhị công chúa không tin tưởng hạ quan vậy xin hãy giao lệnh bài đồng hành ra đây đồ thừa sự yêu cầu việc vận chuyển lương hướng hãy giao cho người khác lãnh phụng thường cười khẩy cúi đầu không nói gì hai vị đại thần mơ cao mày ngươi có ý gì không muốn giao lệnh bài sao thưa không phải vậy lãnh phụng thường thở dài hạ quan không còn quyền hạn gì nữa lệnh bài đã không còn trong tay hắn, hiện tại có thể phỏng đoán rằng nó đã rơi vào tay đại ngụy. Quân vận lương của họ có thể sẽ từ cửa hông mang vào thành. Đào hoa và thiên bách mị ngồi xổm ở cửa hông cổng thành. Đào đớn thở dài, đào hoa than vãn, triều đình này thật nhiều tham quan. Nhìn lãnh phụng thường kìa, ngoài miệng hô hào bảo vệ quốc gia, sau lưng lại làm những việc mua bán lén lút như vậy. Dưới cổng thành, quân vận lương đã tiến vào. Thiên Bách Mị tiện tay ôm một tên lính đặt trước mặt đào hoa để nàng tra hỏi. chương 220 Đào hoa nhíu mày, nhìn tên lính vận lương trước mặt, mỉm cười hỏi, ngươi đến từ đâu? Tên lính vận lương hoảng hốt, nhìn nàng một lúc lâu mới lắp bắp trả lời, tất nhiên là người nước triệu. Đào hoa nheo mắt, vung tay tát mạnh vào đầu hắn, gầm lên, nói dối. Ngươi đến từ đâu? Tuy đào hoa có vẻ ngoài mảnh mai, nhưng sự xuất hiện của thiên bách mị bên cạnh khiến tên lính vận lương run dày cuối cùng hắn ta cúi đầu thú nhận đại ngụy tốt lắm đào hoa ra hiểu lính canh triệu quốc lập tức tiến lên áp giải hắn ta và mười mấy tên lính khác vừa vào thành quỳ dạp xuống đất đào hoa lạnh lùng nhìn tên lính đứng đầu hỏi mấy người đến đây làm gì nhóm lính này đều là tử sĩ bị bắt nên muốn tự sát tuy nhiên trước khi họ kịp hành động Thiên Bách Mị đã nhanh tay bóp chặt cầm họ, rút dao liễu diệp ra, đứng bên cạnh mài dao lạnh lùng. Tự sát là cách chết dễ dàng nhất, do đó, khi bị bắt, hầu hết các tử sĩ đều chọn cách này. Tuy nhiên, nếu không tự sát thành công, nỗi sợ hãi trong lòng họ còn kinh khủng hơn cái chết. Đào Hoa hiểu điều này, vì vậy nàng đã che mắt từng người, tách ra để tra hỏi riêng rẽ. Chẳng bao lâu sau, một tên lính đã thú nhận đêm nay chúng tôi sẽ tấn công đô thành, nhiệm vụ là mở cổng thành. Đào hoa cười lạnh, giờ nào mở? Giờ tí, khi có tín hiệu khói bốc lên trời thì sẽ mở cổng thành. Tốt lắm, đào hoa gật đầu, thẩm tại giá quả là chơ chẽn, rõ ràng đã tập trung lực lượng tấn công cổng chính, lại muốn đánh lén từ cửa hông. May mắn thay, nàng đã phát hiện ra, nếu không, thật sự là nuốt không trôi đào hoa sai người giam nhóm tử sĩ vào đại lao ngồi bên cửa sổ không lâu sau thanh đài quay lại báo cáo chủ tử viện quân đã đến được nàng gật đầu ngươi và sư phụ chia nhau canh gác các cửa thành từ giờ không cho phép ai ra vào nếu là người của lãnh phụng thường dám ra ngoài bắt ngay và xử trảm vâng thanh đài tuân lệnh mà đi thiên bách mị lẩm bẩm ta là người thích tự do sao lại phải dính líu vào chuyện bảo vệ quốc gia? Bởi vì không có quốc gia, sư phụ cũng không có nơi để tự do. Đào hoa nũng nỉu, quan trọng hơn, hai đệ tử của sư phụ đều đang gánh vác trọng trách. Là sư phụ, sư phụ không thể không giúp đỡ một chút sao? Nghe có vẻ hợp lý, thiên bách mị suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghe lời nàng đi canh gác cửa thành. Vì vậy, bên ngoài không ai biết tình hình đã thay đổi thẩm tại giã theo kế hoạch ban đầu, dặn dò từ Yến Quy, sau khi phá vỡ cửa hông, người bảo người phía sau không cần tiếp Việt, ta sẽ dẫn lãnh phụng thường ra khỏi thành. Từ Yến Quy nhìn hắn như nhìn kẻ điên, người chiếm được thành rồi, sao lại không vào? Cùng đàn bà con nít mà đánh nhau, ta còn muốn chơi trò âm mưu để giành chiến thắng, chẳng phải bị thiên hạ chê cười sao? Thẩm tại giã nghiêm túc nói. Thôi đi, tự yến quy cười khẩy, ngươi vẫn sợ thiên hạ khinh thường, bao giờ ngươi mới để ý. Ta thấy ngươi muốn dâng hiến cả Giang Sơn cho nàng ta để cầu hoan. Chưa dứt lời, tự yến quy đã bị thầm tại giã tát mạnh. Trên vai ta là trách nhiệm của thiên hạ, của dân chúng đại ngụy. Thẩm tại giã nói, cái gì nên nói, cái gì không, ngươi còn muốn ta dạy. Tự yến quy sững sờ, nhớ lại kết quả bàn bạc của các tướng lĩnh, lập tức im lặng. Đúng là, thẩm tại giã dù cầm quyền, cũng không thể tùy ý làm bậy. Hắn có lẽ thật lòng muốn bảo vệ Khương Đào Hoa, nhưng đám người liều mạng theo hắn không cho phép. Chỗ cao không tránh khỏi lạnh lẽo, cuộc sống của hắn chưa chắc tốt đẹp như vậy. Đã vậy, ngươi vào thành rồi lại rút lui, làm sao nói với họ? Từ Yến Quy hỏi, thẩm tại giã cười, chúng ta có hoàng thượng trưởng thành, có chủ kiến, lời của hắn, chúng ta phải nghe nhường mục vô hại nhận trách nhiệm. tự Yến quy giận quá hóa cười, như vậy, ngươi có hỏi qua cảm nhận của Hoàng thượng không? Chỉ cần Khương tỷ tỷ tốt, Hoàng thượng không có ý kiến gì. Thẩm tại giã đứng dậy, mặt mũi gian trá vui vẻ, ra lệnh chuẩn bị xuất phát. Trong thành, đào hoa chuẩn bị xong mọi thứ, cầm dây dài trói lãnh phụng thường lên nóc thành cao nhất. Công chúa đang làm gì vậy? Lãnh phụng thường mặt tái nhợt, run rẩy, vi thần sợ độ cao. Bản cung nghĩ ngươi có thể phù hộ cho ta triệu quốc. Đào hoa nghiêm túc nói, trói ngươi ở đây, đại ngụy có lẽ sẽ không tấn công. Nhìn xuống dưới chân, lãnh phụng thường hoảng hốt, đây không phải là cửa hông sao. Hôm nay đại ngụy muốn tấn công cửa chính, công chúa nhầm rồi. Không nhầm, đào hoa cười, giờ tấm bảng ra trước mặt hắn, tấm bảng này không phải của ngươi sao. Ký bên cạnh là máu lãnh phụng thường quay đầu đi, đây không phải của vi thần, con dấu của vi thần ở đây. Ở đâu, đào hoa nở nụ cười mỉa mai, tam hoàng tử chỉ đưa một tấm bảng, không phải của ngươi, vậy là của ai? Lãnh phụng thường im lặng, thân thể run rẩy bị trói tay chân, hắn vừa động sẽ té xuống, nên không dám cử động. Nhìn bộ dáng này, đào hoa bĩu môi, dễ dàng xuống nóc nhà, để hắn ta ở đó ngây ngốc. Công chúa, một vị đại thần bên cạnh lên tiếng lãnh phụng thường dù gì cũng là cựu thần có công lao ngài đối xử với hắn như vậy sẽ làm triều đình thất vọng để không phụ lòng các vị ta đã nhịn hắn ta lâu rồi đào hoa cười nếu hắn vô tội đêm nay cửa hôm không bị tấn công không ai đến cứu hắn ta nguyện ý ba quỳ chín lại tạ tội như vậy được không các đại thần im lặng quyết định chờ xem tình hình đêm đến quân ngụy tấn công thành cửa hôm không có động tĩnh gì. Đào hoa kiên nhẫn chờ đợi, nghe tiếng hô vang xa xa, tiếng chém giết, nàng khẽ nhíu mày. Trận chiến chính diện diễn ra ác liệt, Khương Trường quyết dẫn quân chặn đánh quân ngụy cách kinh đô một dặm. Họ đã chiến đấu kịch liệt ba canh giờ, vô số người thương vong. Kinh đô triệu quốc căng thẳng, đào hoa nhìn trời, bấm ngón tay chờ đợi, nghe tiếng vó ngựa vang lên, quân đội hướng đến cửa hông. Mọi người hoảng hốt, chuẩn bị thủ thành. Thẩm tại giã dẫn đầu, chuẩn bị thả tín hiệu khói. Vừa nhìn thấy người bị trói trên cổng thành, hắn bật cười. Khương Đào Hoa thật thông minh, đã giảm bớt gánh nặng cho mục vô hạ. Thừa tướng bày đặt đánh cửa chính mà lại đến cửa hông. Đào Hoa đứng trên cổng thành, cười hỏi là nam tử Hán nên đường đường chính chính. Công chúa đừng hiểu lầm, thẩm tại giá cười khẽ, ta chỉ đến đón lãnh phụng thường cho hắn đoàn tụ gia đình nghe vậy các quan văn võ kinh hãi trên nóc nhà lãnh phụng thường gào thét thừa tướng cứu ta quả nhiên là phản bội các vị cựu thần xấu hổ nhìn đào hoa vội vã nói lãnh phụng thường phản quốc tội không thể tha đúng vậy chúng ta không hiểu rõ người ta tưởng rằng vài chục năm đồng liêu kết quả ôi đào hoa nghe vậy nở nụ cười quay đầu nói hiện tại phát hiện còn chưa muộn, không cần đợi đến khi cửa hông bị phá mới nghe được vài lời hối hận. Nếu tin tưởng lãnh phụng thường trung quân ái quốc, bọn họ cũng không có cơ hội nói ra những lời này. Các đại thần cười xoa, đào hoa quay đầu nhìn thầm tại dã dưới cổng thành, nói, thừa tướng muốn đánh cửa hông, những người này không đủ, chỉ có thể làm trộm. Lời nói châm chọc này khiến mọi người nghĩ rằng thầm tại dã sẽ tức giận, nhưng ai ngờ hắn lại cười, trong đêm tối mắt sáng rực, nhìn người trên cổng thành, ngươi chuẩn bị nhiều vậy, ta chỉ có thể buông tha. Nhưng đến đây không dễ, nhị công chúa có thể cho ta đón lãnh phụng thương. Cả nhà hắn đang chờ trong quân doanh ta. Người muốn người, có thể, đào hoa cười ngọt ngào, chỉ lên nóc nhà, tự mình cứu. Thẩm tại giã gật đầu, thúc ngựa bay lên, đào hoa hoảng hốt, không nghĩ hắn đến thật, cung thủ trên tường thành không phải để trưng bày vừa khi hắn bay lên hàng vạn mũi tên từ trên cổng thành bắn xuống thẩm tại giã đào hoa sợ hãi hét lớn dừng tay thẩm tại giã rút kiếm chặn đứng màn mưa tên đáp xuống nóc thành nhìn đào hoa công chúa giọng nói quá khẩn trương ai cho hắn cái dũng khí kiêu ngạo như vậy đào hoa tức giận nhặt đá ném hắn nhưng hắn lại dễ dàng né tránh lãnh phụng thường mở cổng thành đón ta ta sao có thể bỏ qua thành ý này thẩm tại giã đứng cạnh lãnh phụng thường cười nói nếu ai muốn đầu nhập vào ta ta sẽ hoan nghênh và bảo đảm tính mạng cho họ nói xong hắn ôm lãnh phụng thường phi thân xuống khỏi nóc nhà đào hoa tức giận run rẩy hét lớn thẩm tại giã ngươi là xúc sinh cứu phản đồ còn muốn đào góc tương thẩm tại giã quay đầu nhìn nàng cười khẽ vất áo choàng mang theo lãnh phụng thường hạ lệnh triệt binh các đại thần có tâm trạng phức tạp, có người ghen tị với lãnh phụng thường, có người lên án hắn. Lăn lộn trên mặt đất một hồi lâu, đào hoa cảm thấy đau bụng. Nàng ngồi xổm xuống để nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới hạ lệnh, dư binh lực hãy đến chính cửa thành trợ giúp, những người còn lại hãy bảo vệ tốt thành trì, nếu có bất kỳ động tĩnh gì hãy báo cáo ngay. Vâng, mọi người đồng thanh đáp lại. Đào hoa mệt mỏi trở về cung, không lâu sau, thanh đài và thiên bách mị quay về nhìn sắc mặt tiêu tụy của đào hoa thiên bách mị nhíu mày gọi ngự y đến bắt mạch công chúa cần tĩnh dưỡng ngự y nhíu mày chất độc kỳ lạ này khiến sức khỏe của công chúa ngày càng suy yếu đào hoa gật đầu nhớ đến cổ độc hỏi sư phụ lữ hậu có nói giải dược ở đâu không thiên bách mị sững sờ quay đầu đi không có không có vậy ta phải làm sao đào hoa buồn bã nàng ấy chết chẳng lẽ ta cũng phải chết theo thiên bách mị an ủi đừng lo lắng vi sư sẽ tìm cách lữ thị không có còn có những thần y khác lời nói của sư phụ tuy an ủi đào hoa nhưng bản thân bà cũng không khỏi lo lắng thiên bách mị bước ra ngoài con hãy nghỉ ngơi vi sư sẽ đi tìm cách giải cứu vâng đào hoa gật đầu nhìn bóng lưng sư phụ khuất dần ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi thẩm tại giã trở về doanh trại tàn sát cả nhà lãnh phụng thường sau đó giam giữ lữ thị lãnh phụng thường là người của ngươi thẩm tại giã hỏi lữ thị nhíu mày có thì sao không sao cả thẩm tại giã cầm khăn lau tay ta mới giết hắn chỉ hỏi cho biết lữ thị ngây người ngươi giết lãnh phụng thường ừ cả nhà hắn hai mươi miệng người thẩm tại giã mỉm cười thật sảng khoái. Lữ thị kinh hãi, ban đầu bà ta còn tự tin cho rằng hai anh em thẩm tại giã không thể làm nên chuyện gì, nhưng giờ đây lãnh phụng thường đã chết, quyền lực triều đình sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay bọn họ. Thả bản cung, Lữ thị nói, bản cung phải về. Muốn về cũng không khó, thẩm tại giã thản nhiên, trả lời ta một câu hỏi, ta sẽ thả ngươi. Tốt vậy, Lữ hậu vội vàng hỏi, vấn đề gì? người chúng cổ độc không thể mang thai phải không hơi sững sờ lữ hậu cụp mắt xuống người chúng cổ độc gần như không thể sinh con gần như thẩm tại giã nhìn nàng có ngoại lệ lữ hậu do dự hồi lâu mới nói có lẽ có nếu người đó có số mệnh tốt số mệnh tốt thẩm tại giã nhướn mày là có thể giải cổ độc không phải lữ hậu vội vàng đáp chỉ nói trước khi chết có thể lưu con coi như số mệnh tốt Vậy sao? Thẩm tại giã gật đầu, xoay người muốn đi. Chào ôi, Lữ Hậu vội vàng nói, người không giữ lời hứa, chẳng phải nói ta trả lời sẽ thả ta sao? Dừng bước, thẩm tại giã quay đầu lại, ta nói là suy tính thả, giờ đã suy nghĩ xong, quyết định không thả, Hoàng hậu nương nương hãy nghỉ ngơi cho tốt. Lữ Hậu, trên đời này lại có kẻ không biết xấu hổ. Trở về dân trại, phó tướng đến bẩm báo, nhíu mày nói, thừa tướng công thành đã kết thúc hai bên thương vong nặng nề khương trường quyết dũng mãnh chúng ta không chiếm được lợi thế phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn